Sáng ngày 14 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong đêm qua, Đà Nẵng đã tổ chức di dời sơ tán nhiều hộ dân đi tránh lũ. Cụ thể, quận Thanh Khê có 9 phường bị ngập, ngập nặng nhất tại khu vực Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây từ 1 đến 1,5 mét. Quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ đều có 5 phường bị ngập, còn tại quận Sơn Trà có 6 phường, quận Hải Châu có 12 phường bị ngập. Huyện Hòa Vang có 7 xã bị ngập, chủ yếu ngập cục bộ tại các tuyến đường liên thôn liên xã với mức ngập từ 0,3 đến 0,4 mét. Tại Tràng Lộc Mỹ, ngập khoảng 1 đến 1,5 mét. Trong đêm tối, lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Báo cáo tới 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng đã sơ tán 2.316 người, trong đó tập trung 194 người, tại chỗ 2.122 người. Trước đó, khuya ngày 13 tháng 10, mưa lớn, nước dâng nhanh, khiến nhiều nhà dân ở tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu hơn 1 mét. Đây là vùng nóng về ngập lụt của thành phố, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lịch sử ngày 14 tháng 10 năm 2022. Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu, Bộ đội Đặc công Quân khu 5 và Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng bị tê liệt do mưa lớn kéo dài, xe cộ chết máy, người lao động chật vật tìm đường về nhà trong đêm. Tối cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt tại quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê. Tại hiện trường, ông Lê Trung Chinh chỉ đạo lực lượng chức năng tùy vào tình hình thực tế để sơ tán dân đến nơi an toàn. Trước đó, do mưa lớn kéo dài khiến ta luy đèo Hải Vân, địa phận Đà Nẵng, tại km 905 cộng 600 bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ghi nhận đến sáng nay, thành phố Đà Nẵng vẫn mưa rất lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học vào chiều ngày 13 và ngày 14 tháng 10. Sáng ngày 14 tháng 10, ông Võ Tá Kỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh nên trong những ngày qua, nhiều vị trí đất bên bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở, đe dọa đến nhà dân. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua địa bàn thôn Phương Trứ, có điểm bị sạt lở kéo dài khoảng 50 mét, ăn sâu vào khu vực đất vườn và gây sạt lở công trình phụ của người dân. Đặc biệt, vị trí sạt lở này chỉ còn cách nhà ở chính của hộ dân khoảng 2,5 mét, trực tiếp đe dọa đến nguy cơ mất an toàn về người và tài sản. Ngay trong sáng ngày 14 tháng 10, chính quyền xã Cẩm Duệ đã huy động khoảng 200 người, vận chuyển gần 100 khối đá học, 50 chiếc lưới thép cùng hàng loạt cọc tre các loại, khẩn trương gia cố trước mắt ngăn nguy cơ sạt lở bờ sông lan rộng, ăn sâu vào khu vực nhà dân. Khoảng 3 giờ 15 phút ngày 14 tháng 10, tại khu vực bến neo đậu Cây Bàng, gần cầu Bình Đông, thuộc thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ cháy hai tàu cá. Theo đó, tàu cá số hiệu QN97206TS đang neo đậu tại khu vực Cây Bàng bốc cháy. Sau đó cháy lan sang tàu cá số hiệu QN90997TS. Cả hai tàu do ông Huỳnh Phi Hổ, 41 tuổi, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn làm chủ. Đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, thời tiết có mưa, gió mạnh, tàu cách xa bờ hơn 100 mét, khiến việc chữa cháy cứu tài sản của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải triển khai 2 máy bơm phao cùng các trang thiết bị chữa cháy và đi bộ đoạn đường sâu hơn 500 mét. Ngay sau đó, tiếp tục trưng dụng ghe, thuyền của người dân địa phương để chữa cháy, chống cháy lan. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã cứu được hơn 70% của tàu QN97206TS. Còn tàu cá QN90997TS đã bị cháy và chìm nửa phần dưới nước. Sáng ngày 14 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc. Thông điểm sạt lở tại km 24 650 tỉnh lộ 611 đoạn qua Đèo Le. Đây là tuyến đường chính nối hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn bị sạt lở đêm qua. Ước tính khối lượng sạt lở khoảng 5.000 mét khối. Đến sáng nay, lực lượng quản lý bảo trì tuyến huy động nhân công cùng máy múc, máy xúc, lật, san gạt, dọn đất đá tràn lấp mặt đường. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam huy động công chức thanh tra, phối hợp phân luồng giao thông,
hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn. Đến 7 giờ 30 phút, cơ bản thông xe bước 1, ô tô có thể đi qua vị trí sạt lở. Mưa lớn kéo dài tại Quảng Nam cũng khiến quốc lộ 14H đoạn qua địa phận huyện Duy Xuyên bị ngập sâu gần 1 mét, gây ách tắc đường tại km 25 200 đến km 25 500. Tại km 27 300 ngập sâu 0,3 mét, phương tiện đi lại khó khăn, mặt đường tại một số vị trí hư hỏng, tạo ổ gà. Quốc lộ 14H qua địa phận thành phố Hội An cũng bị ngập tại km 5 700 chợ Bà Lê, sâu 0,3 mét, phương tiện khó đi lại. Qua quan trắc, 7 huyện của tỉnh có nguy cơ sạt lở cao, gồm Phú Ninh, Đông Giang, Nông Sơn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước. Sáng ngày 14 tháng 10, đại diện nhà thầu chính dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho biết đã hoàn thiện kết cấu cầu và sẵn sàng cho lễ hợp long diễn ra vào chiều nay. Theo đó, những mét bê tông cốt thép cuối cùng nối đôi nhịp cầu Mỹ Thuận 2 thuộc gói thầu XL03B đã được các kỹ sư công nhân hoàn thiện. Ông Phan Văn Quân, chỉ huy trưởng nhà thầu Trung Nam ENC tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho biết, quá trình thi công đỉnh tháp trụ cầu chính T16 cao 125 m rất nguy hiểm và khó khăn khi xây dựng trên cao trong thời tiết mưa gió và sấm sét. Nhưng bằng kinh nghiệm và năng lực, nhà thầu đã kịp tiến độ chung, đáp ứng mọi tiêu chí kỹ thuật an toàn. Cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu dây băng lớn nhất, hoàn toàn do nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Toàn dự án cầu Mỹ Thuận 2 bao gồm đường dẫn có tổng chiều dài 6,61 km. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án hạ tầng chiến lược kết nối hai vùng kinh tế lớn của khu vực là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, giúp rút ngắn thời gian di chuyển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ từ 4 giờ hiện nay xuống còn khoảng 2 giờ. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp giấy chứng nhận cho AstraZeneca chuyển giao công nghệ sản xuất và quy trình đóng gói một số loại dược phẩm tiên tiến cho công ty Medochemy tại Việt Nam. Theo đó, AstraZeneca sẽ cung cấp cho công ty Medochemy nhân sự, chuyên gia, dây chuyền công nghệ, máy móc trang thiết bị, các tài liệu kỹ thuật và quy trình sản xuất, kiểm nghiệm nhằm đảm bảo thuốc của AstraZeneca chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam có cùng tiêu chuẩn, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt toàn cầu của AstraZeneca. Trước đó, trong buổi lễ công bố khoản đầu tư 2.000 tỷ đồng, tương đương 90 triệu đô la Mỹ của tập đoàn AstraZeneca nhằm góp phần hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao việc AstraZeneca mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho AstraZeneca đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Dự kiến trong giai đoạn 2022-2030, sẽ có 3 sản phẩm thuốc biệt dược gốc quan trọng của AstraZeneca được chuyển giao công nghệ để sản xuất tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 10, quân đội Israel kêu gọi tất cả dân thường, hơn 1 triệu người của thành phố Gaza, dải Gaza, di dời về phía nam trong vòng 24 giờ, trước khi nước này đưa xe tăng truy quét nhóm chiến binh Hamas. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục tấn công dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công cuối tuần qua của Hamas, khiến hơn 1.300 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel. Quân đội Israel tuyên bố sẽ hoạt động đáng kể ở thành phố Gaza trong những ngày tới và dân thường chỉ nên quay trở lại khi có thông báo. Đặc phái viên Palestine tại Nhật Bản cáo buộc Israel tìm cách phá hủy hoàn toàn dải Gaza, trong khi Liên Hợp Quốc quan ngại việc sơ tán người dân như vậy sẽ gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Vài giờ sau cuộc gọi sơ tán của Israel, không có dấu hiệu nào cho thấy người dân sẽ rời khỏi thành phố Gaza. Trong khi đó, ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông. Theo một tuyên bố của cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Erdogan đã thông báo với Thủ tướng Olaf Scholz về những nỗ lực của Ankara trong việc giảm leo thang căng thẳng, cũng như việc nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Hamas. Về phần mình, người đứng đầu chính phủ Đức tuyên bố, Berlin ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ
nhằm giảm leo thang cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.